Xin chào quý chị và các bạn trở lại với Hiệp Nghị Cuộc Sống Naui. Bây giờ là đồng hồ đã điểm 22:13 tối mà Hiệp đang ngồi trước mặt Hiệp là một chiếc bánh táo. Ở tại Naui thì cứ đến tháng 9 là cái tháng mà bắt đầu nhà nhà, người người, ai mà có sân vườn á, mà kể cả người không có sân vườn mà chịu khó đi đi xin táo ở các nhà hàng xóm, hoặc là hàng xóm người ta nhiều quá người ta cho, hoặc là mình xin táo là người ta cho, là bắt đầu mình có thể mình làm những chiếc bánh táo. Hôm nay thì trong nhà sân vườn Hiệp có một cái cây táo nhưng mà trái nó không được nhiều, nhưng mà đặc biệt cái bà hàng xóm á, ngày hôm nay bà qua bà bấm chuông, bà nói ra ngoài hái táo với tao. Thế là bà dẫn bà xã Hiệp chạy ra, Hiệp cũng chạy ra quay một thước phim. Trời ơi, táo quá trời luôn các bạn ơi. Đây là những trái táo nè. Đây, những trái táo này làm nên những chiếc bánh táo nè. Mà có loại táo này á, nó ngon, nó giòn, nó ngọt. Nhưng mà bà ơi, bà nói á, là cái táo này á, thì nếu mà làm bánh táo thì lựa những cái lá táo mà nó không ngon á thì làm. Còn những cái táo ngon là để ăn đi. Nhưng mà mình nghĩ thôi, ăn đâu hết đâu, thêm là mình cũng sắc một số trái táo mà táo nó bị dập hoặc là táo nó bị mình không ăn hết á, bắt đầu mình làm chiếc bánh táo các bạn. Đây, những trái táo này nè, mình ăn thử cho các bạn xem trái táo này nè. Ngon. Cái loại táo này nó ngọt ngọt chua chua mà nó cái vị nó xanh lắm. Thành ra mình làm bánh táo mà loại táo này thì hơi uổng, nhưng mà táo mà càng ngon thì làm bánh càng ngon. Ok, bây giờ thì chia sẻ mọi người xem có táo và xả làm nào. Đây nào, ở tại Na Uy thì hầu hết người Việt mình mà khi sống ở tại Na Uy á, thì Hiệp nghĩ là hầu hết những người phụ nữ á, thì ai biết làm bánh táo hết á, kể cả nam giới cũng biết làm nữa, nếu mà chịu khó đọc tất cả những công thức á, những công thức người ta đã ghi trên trên các cái trang mạng xã hội, rồi những cái trang web mình lên mình chịu khó mình đọc á, thì có những công thức hết. Đây là chiếc bánh táo. Chiếc bánh này á, thì nghĩ rằng nó là nếu mà ở ngoài mà mình mua ở ngoài tiệm á, thì nghĩ cái chiếc này nó cũng phải ít nhất gọi là 50-60 USD á. Nhưng mà mình làm ở nhà thì hôm nay bà xã làm hai cái luôn, tại vì táo bà hàng xóm chóm cho nhiều quá. Mà có loại bánh táo này á, thì nó có một đặc điểm là mình ăn chung với loại kem, phải ăn kem. Thì năm nào cũng vậy á, khi mà đến cái mùa táo á, bà xã làm táo á, thì mình cũng phải thủ mấy hũ kem trong tủ đá rồi, để mà mỗi khi làm bánh táo xong là mình khỏi phải chạy ra siêu thị mình mua. Thì Hiệp sẽ ăn thử cho mọi người xem bánh táo bà xã làm ha. Hôm nay bà xã làm hai cái luôn các bạn. Làm hai cái. Mà nếu mình ăn không hết á, thì mình có thể sắc ra từng khuôn khoảng bằng tay á. Sau đó là mình gói vào trong giấy bạc, mình bỏ trong tủ đá. Rồi khi nào mà mình ăn muốn ăn á, thì mang ra mình bỏ microwave mình hấp lại thôi ha. Bây giờ mình sẽ thử các bạn nha. Diễm ơi, qua ăn Diễm ơi. Rồi bây giờ bạn xem. Rồi. Đây. Mình sẽ thử với cháu Diễm trước. Tại hôm nay hai cậu cháu á, hai chuyện cháu sắc táo ra. Tại vì bà xã mình nói chứ là em làm bánh táo thì không có khó, nhưng mà cái ngồi mà sắc táo này nó chiếm thời gian lắm. Nhưng mà nếu mà có hai dì cháu mà ngồi làm giúp em á, thì em làm mấy cái cũng được, thành ra hai dì cháu ngồi sắc táo. Mà một bánh táo như vậy nè các bạn biết bao nhiêu trái táo không? Cũng phải 30 trái gì ha, 30 trái các bạn, cỡ đó 30 trái á, có vẻ chứ nhiều lắm. Tại vì
Bà Sa bỏ hai lớp lần mà, một lớp bột rồi bỏ thêm những cái lát táo mình sắc ra, mà táo mình sẽ gọt vỏ đi nha, mình bỏ một lớp phía dưới rồi mình phủ một lớp bột lên trên, rồi xong mình bỏ thêm một cái lớp ở trên là táo nữa, có nghĩa là cái bánh này á nó có hai cái lớp táo luôn, hai cái lớp táo luôn, thành ra nó mới lại khi mà nướng lên nó nổi lên thì nó dày như vậy nè. À. Ok. Bây giờ con ăn gì mây? Con ăn con. Đây con. Rồi. Bây giờ ăn nha các bạn. Rồi. Ăn trước Ăn đi con. Con xắt ra cho dừng Hiệp miếng này, con miếng này nữa. Rồi. Đây nè. Ồ nhìn hấp dẫn thiệt. Hiệp thấy cái bánh táo này nó ngon á, là thứ nhất là nó sốt. cái mùi nó xốp nè, và nó có cái mùi canen đó quý vị. Cái mùi canen nó làm cho cái hương vị nó thơm, nó ngậy Cảm nữa. ơn. Nó À, được rồi con. Thật ra đó thì bà hàng xóm á, bà cũng hôn lắm. Năm nào cũng vậy á, bà cũng rủ bà xã qua Ui, bên cái bên này vườn, rồi bà cho hái táo, bà hái táo xong hôm nay thì bà cho ít nhất cũng phải là 7 kg á, 7 kg táo á. Ừ. Thì được không? Mà cái này phải ăn chung với kem nha mọi người, ăn cái kem và kem đây này sao được đây? không? Con cứ được không? Con không quen rồi. Thôi lấy cái muỗng đi cũng được. Nó cứng chắc Cứng, cũng quen vẫn còn cứng. rồi. Ừ, nó cứng đó. Nó còn Ta cứng. bóp đó. Được rồi. Đây. Đơn giản. Đó, trời ơi. Giống như tìm như sợ con cháu nó làm gì cục cục kem. Cái này phải xài quen, mình xài không quen á, người ta ấn xuống. Không, Nhưng lấy cái mà nó muỗng nhưng kìa. mà có cái là Lấy nó cái đang muỗng kìa. cứng, nó Lấy đang còn cứng nhờ. cái muỗng kìa. Đó, hôm nay hai cậu cháu ăn trước. Đây. Vậy kính nào. Đây là em ơi, vô ăn em ơi. Đây là những quả táo, những quả táo làm nên chiếc bánh táo nè. Những quả táo làm nên chiếc bánh táo nè. Công nhận cái mùa táo là cái mùa mà phải nói là cái bánh táo này là cái bánh đặc trưng của người Na Uy đúng không? Khi nói đến cái chữ Apple cà kia là không ai mà không biết. Mà hiệp lạ lắm. Nhiều người cũng vậy, nói ăn 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 bánh táo là phải có kem. Nếu không có kem là chắc hiệp cũng nó mất đi cái vị ngon đến 50% rồi. Hiệp ăn ăn bánh táo này mà không có kem là chắc hiệp không ăn. Tại vì bánh táo nó có kem, nó cái không biết sao nó kết hợp với nhau, nó làm cho cái hương vị nó vừa cái vị ngọt của kem nè, vị béo của kem nè, rồi nó lạnh lạnh nè, cộng thêm cái bánh táo mới nóng nữa thì rất là ngon luôn. Ừ. Hiệp chia sẻ cho mọi người xa gần biết được cái là cái cứ mỗi khi mà mùa thu, đầu thu á, đầu thu là tháng 9 á, thì các gia đình người Việt mình, kể cả người Na Uy thì các bà nội trợ làm những chiếc bánh táo như thế này đây. Thì ăn thử nha, thì ăn thử. Thử cái bánh táo. Sốt. Nó sốt mà nó ngon bánh bông lan quý vị. Bánh bông lan của mình á, nó sốt, nó thơm nhưng mà nó không có vị táo. Còn cái bánh táo này á, nó vừa sốt, cái bột nó giống như bánh bông lan, nó vừa sốt mà nó có cái vị thơm của cái bột canh đen. Rồi nó cộng thêm những cái lát táo, táo táo mới hái vô nữa. Thành ra nó ăn bánh táo đang còn nóng với kem, trời nó ngon dễ sợ. Nhá. Cứ một cái bánh này nè thì cao tay lắm, hôm nay làm hai dựng cháu với bà xã ăn chung một góc này thôi, còn bao nhiêu mình xắt ra một hai làm 4 miếng như vậy bỏ trong tủ đá, hoặc là nếu mình ăn không hết á thì mình bỏ tủ đá, còn nếu ăn hết thì mình bỏ trong tủ lạnh cũng được. Cái bánh này nó có thể bỏ trong tủ lạnh cũng được, ít nhất cũng phải là 4 5 ngày á, nếu mình bỏ tủ lạnh 4 5 ngày mà hâm nó ăn còn được, nhưng mà nếu mình để quá 4 5 ngày thì nó mất ngon. 3 ngày thôi hả, thì 3 ngày cũng được, nhưng mà nếu mà mình muốn cho nó ngon thì nên bỏ tủ đá, khi mình mang ra mình hấp nó vẫn vẫn mềm mại mọi người, vẫn mềm mại.
Ừ. Hiệp mê bánh táo này lắm. Trong các loại bánh, hiệp mê bánh táo lắm. Ngày mai thế nào bà hàng xóm nó cũng mang qua tặng cho bà hàng xóm. Bà hàng xóm cũng mê lắm. Bà hàng xóm có mấy thằng cháu. Có mấy thằng cháu, cháu ngoại của bà đó. Lên giúp bà hái táo, rồi lên giúp bà quá mà. Có thằng cháu lên giúp bà ngoại. Giúp xong rồi bắt đầu bà hàng xóm mới xin bánh táo về cho mấy thằng cháu cháu ngoại. Nhiều khi mình ở nước người ta mà mình làm bánh nhiều khi còn ngon hơn người ta nữa. Nói vậy không phải nói là nói giỡn nha, nói thiệt nha. Tại vì mặc dù mình là người ngoại quốc nhưng mà cái ngon hay không là do mình siêng làm thôi, chứ không phải mình cứ nói là người Na Uy là làm bánh ngon đâu, không có đâu, tùy người thôi à. Cũng như người Việt Nam mình vậy thôi. Mình cứ nói người Việt Nam mình là làm bánh ngon hơn là người ngoại quốc. Nhưng mà cũng tùy, nếu mà người ngoại quốc người ta chịu khó tìm hiểu công thức, người ta làm hoài người ta làm ngon vậy. Tùy theo cái đam mê nó làm cho cái người làm bánh ngon. Nó ngon là ngon cái vị táo. Thật ra cái mùa thu là cái mùa nó đẹp nhưng mà nó ẩm ướt, nó cũng buồn. Thật ra cái mùa thu là cái mùa ẩm ướt và mùa ít đi đâu. À, nếu ai có sân vườn thì bắt đầu dọn dẹp vườn tược rồi rồi đi hái táo làm bánh táo rồi coi như là hái lê hái mận rồi đó. Thì muốn chia sẻ với mọi người cái sinh hoạt của gia đình Hiệp vào tùy theo mùa. Mùa hè thì Hiệp làm vườn, Hiệp chia sẻ làm vườn. Bây giờ hết làm vườn rồi, bye bye là tạm biệt rồi. Tạm biệt làm vườn 3 tháng ngắn ngủi quá. Chị mới đưa cái clip làm vườn lên mới hồi chiều. Mới đưa cái clip làm vườn lên. Thu hoạch. Nếu mà tính là kinh tế không kinh tế thế nào, tiền phân bón rồi công công tưới nước rồi cái công làm vườn nó, nếu mà tính ra mà kinh tế thì không có nên làm vườn, nhưng mà tại vì cái đam mê. Với lại một năm mình sống ở Na Uy thì gần như 6 tháng mùa đông, cứ mỗi một mùa hè nó ngắn ngủi quá, mình phải kiếm cái gì mình làm cho cuộc sống mình nó thêm tươi vui, nó thêm cần ra. Nếu mà tính ra làm vườn ở Na Uy thì không có kinh tế đâu, lỗ từ lỗ cho tới tới lỗ à. Ăn nữa không? No. Buổi tối 10 giờ làm hai cây điện cháo cùng ăn. Tại mình thích đó là nó bánh nha, còn nóng mình ăn còn nóng đó mọi người. Bánh táo này nó ngon á, tại biết sao? Buổi sáng dậy uống uống cà phê ăn một uống cà phê cũng ngon, ăn cũng ngon, hoặc là thích nhất là mỗi lần ăn ăn cơm xong ăn desa đó. Ngon. Hiệp nhớ là hồi xưa lúc ở Việt Nam á, mấy bà chị làm bánh á, hoặc là người hàng xóm làm bánh thì thấy ít bỏ bột canh, sao mà khoai thế? Cái bột canh hay là tùy loại bánh ta, không phải bột nào cũng phải làm bỏ canh là ngon đâu, nhưng mà bánh táo này á, bánh táo này phải có bột canh, thiếu nó đi là coi như thiếu mất đi cái mùi thơm, cái hương vị của nó rồi. Ok, xin chào mọi người nha, một vài giây phút chia sẻ sinh hoạt trong những ngày đầu thu. Gia đình Hiệp như mọi gia đình ở sống ở Na Uy thường có thói quen làm bánh táo, cũng là một cái món mà khoái khẩu nhất của Hiệp. Người Na Uy người ta nói bánh táo người ta mê lắm. Ok, xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại những clip lần tới. Bye bye.